Tin mừng theo Thánh Luca. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Tinh thần của con cái Chúa. Khi còn nhỏ, có lần được mẹ sai đi chợ, Thánh Martino đã dùng một phần số tiền mang theo để giúp đỡ những người mà Ngài cho là họ còn nghèo khổ hơn gia đình mình. Đức Giêsu mời gọi người tín hữu chia sẻ cho nhau một cách vô vị lợi, cho đi mà không trông mong được nhận lại. Là những người theo Đức Giêsu và lắng nghe lời người, chúng ta hãy sẵn lòng trao tặng những gì có trong khả năng mình cho những người khốn khó quanh ta, đặc biệt là những người bần cùng, đói khổ. Chúng ta sẽ trở nên người có phúc, sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Vì Chúa khẳng định, khi chúng ta làm như thế là làm cho chính người. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại với hết mọi người vì lòng mến Chúa. Amen.